Em xin chào toàn thể tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Kỹ Vật Chiến Tranh. Thì hôm nay thì em về được rất là nhiều mẫu nón nha. Trong đó thì hôm nay nổi bật nhất là một cái nón 6 múi cao của Mỹ, đời 1967. Nón này còn rất là mới nha, khá là mới. Nhìn cái tem nè, rất là mới. Size số 7. Nón màu xanh ô liu, rất là đẹp luôn nha. Đó, cũng như ở đây có một cái tấm vải lá nho của Mỹ luôn, cũng rất là đẹp luôn, rất là mới. Không bị rách lủng nha. Rồi, thì hôm nay thì em lên 20 mã, mọi người quan tâm mã nào thì cứ liên hệ với em là 0983880344. Rồi em lên mã đầu tiên nha. Mã đầu tiên ở đây là một tấm vải lá nho, hàng của Mỹ thời xưa, đời 1966. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà độ mới trên 90%, 95%. Không rách lủng. Thì cái dòng này thì mình sử dụng được hai mặt nha. Ngoài cái mặt ngoài này. Đây. Thì mình có thể lộn lại để mình sử dụng hai mặt luôn. Đó, đây là cái mã contract của nó nè, đây là cái mộc của nó. Hàng chuẩn Mỹ thời xưa, đời 1966. Đây là các cái mã kho của nó nè. Đây. Thì cái này anh em nào mà có nón sắt rồi á mà thiếu tấm vải trùm lá nho này thì mình nên sắm để mình thành một bộ thì nó sẽ rất là có giá trị nha. Hàng này thì có giá trị sưu tầm. Thì em bán là một tấm vải trùm này với một sợi dây thun này, giá là 1.500.000. 1.500.000 cho một tấm vải lá nho rất là mới cũng như một sợi dây thun, hàng chuẩn Mỹ. Thì cái giá này thì giống như là bán cái tấm vải trùm này và tặng sợi dây thun này nha. Dây thun chuẩn Mỹ US, dây mắt mèo đó. Rồi giá 1.500.000. 159.2. Ở đây là một cái nón 6 múi cao của Mỹ, đời xưa, đời 1967. Nón này thì khá là mới, form đẹp. Size của nó là size số 7 nha, size số 7, vòng đầu là 56. Sản xuất là 1967. Đây là nón 6 múi cao. Ở bên hông này thì người ta có ghi nè, ghi tên của cái người lính nè, ghi số quân của người lính nè. Nón này thì nói chung là đã cấp phát cho lính rồi nhưng mà nó còn rất là mới nha. Anh em nào vòng đầu 56 thì sẽ đổi vừa cái này. Nón này rất là đẹp, rất là mới. Độ mới trên 95% nha. Nón này rất là mới luôn, rất là xanh. Không bị dơ, không bị bẩn gì hết. Nón này cực kỳ mới nha. Giá là 1.800.000 cho cái nón 6 múi cao đời 1967. Độ mới trên 95%. Rồi tiếp theo. Rồi sorry mọi người nha, cái này là 159.2 nè. Là 1.800.000. Còn cái này là 159.1 nè, 159.1. Thì đây cũng là một cái nón 6 múi cao của Mỹ thời xưa, nhưng mà cái này thì nó cũ hơn. Với lại cái này thì cái màu của nó là màu cỏ úa. Đây em so sánh hai màu nè. Một cái là màu cỏ úa, một cái là màu xanh ô liu nha. Cái màu xanh ô liu này nó rất là mới luôn. Còn đây là cái màu xanh cỏ úa thì độ mới nó khoảng 85% thôi. Cái này thì cũng vòng đầu là 56. Đời là đời 1965. Đó, cái này cái tem nó cũ hơn. Còn cái này nè, gần như là chưa sử dụng cho nên là cái tem nè, nó rất là mới luôn cái tem á. Nhìn nó rất là rõ. Đó, cái này nó là màu cỏ úa nha, vòng đầu là 56. Đây. Em đội nè, vòng đầu 56 nè. Cái này thì cái form nó cũng rất là đẹp, nó không có bị gãy form. Đó, anh em nào vòng đầu 56 là đội vừa đẹp nhất. Cái này giá là 1.300.000, màu cỏ úa 1.300.000. Còn 159.2 thì hồi nãy em có giới thiệu rồi đúng không ạ? Thì cái này là 1.800.000, cái này màu xanh ô liu. Cái này độ mới trên 95%, cái này rất đẹp nha. Cái này ở những shop khác người ta bán 3.000.000. Còn cái này thì nói chung cái này em mua được rẻ thì em sẽ bán rẻ. 159.2 giá 1.800.000. Rồi 159.3. Đây là một cái nón 6 múi lửng. Nón 6 múi lửng. Cái này thì đã qua sử dụng rồi nha. Độ mới khoảng 85%. Tem nè, tem hơi mờ nè. Size là 71/4. 71/4 tương đương vòng đầu 59-60 nha. Nón thì không rách lủng nhưng mà có bạc màu nhẹ nhẹ, có xuống màu nhẹ nha. Đây là 6 múi lửng. 6 múi lửng đời 1975. Đây,
Ở đây nó còn cái số 75 nó hơi mờ mờ này. Số 75 này hơi mờ mờ nha, đời 1975. Giá của nó là 800.000, lưu ý là vòng đầu 5960 nha. Anh em nào vòng đầu 5960 thì mới đội vừa cái này, chứ 58 là cũng bị rộng đó. 5960 thì sẽ đội vừa cái 60 lửng này. Rồi giá là 800.000. 159.4 thì đây là một cái nón tám cạnh. Nón tám cạnh hay gọi là nón tám cạnh VNCH đó. Hàng này thì được may sau này thôi, được may từ mấy cái vải của Mỹ thời xưa. Đó. Cái dòng này thì mới may sau này nên là những cái form này, mấy cái cạnh này nó đứng cạnh rất là đẹp. Vòng đầu của nó thì 56 thôi nha. Cái này vòng đầu 56 này. Anh em nào vòng đầu 56 sẽ được vừa. Đó, cái này nó rất là đẹp luôn. Lưu ý là cái này mới may lại sau này. May từ những cái vải Mỹ, nhưng mà lâu lâu mới được một cây vải nó cái màu nó đậm như thế này nha, nó xanh như thế này. Thường thường là những cái cây màu mà nó cũ rồi nó sẽ bị bạc màu hoặc là nó hơi vàng vàng, còn cái này nó rất là xanh, rất là đẹp nha. Cái này vòng đầu 56. Giá của nó là 400.000, 159.4, giá là 400.000. 159.5. 159.5 thì đây là một cái nón kết. Nón kết tàu khu trục. CVN-76, đây là nón kết tàu khu trục USS Ronald Reagan. Nón này thì khá là mới, made in USA. Cái thang chỉnh của nó thì nó chỉnh bằng cái miếng dán này nha, nó chỉnh bằng miếng dán. Nón là hàng của quân đội Mỹ. Rồi, cái này thì nó phục vụ ở trên mấy cái tàu khu trục nha. Nón này rất là mới, vòng đầu thì mình có thể điều chỉnh được. Giá của nó là 300.000, 159.5, giá là 300.000. 159.6. Thì đây cũng là một cái nón kết Mỹ. Nón kết Mỹ, cái này giống như bản kỷ niệm của Hải quân Mỹ nè, từ 1906 đến 2004. Cái này là do Bangladesh sản xuất cho Mỹ nha, Bangladesh sản xuất cho Mỹ. Tại vì những cái nhà máy bây giờ của Mỹ họ đặt tại Bangladesh. Đó, hai cái này thì thực ra nó cũng giống nhau thôi. Rồi, giá là 300.000. Cái vòng đầu thì mình điều chỉnh bằng cái miếng dán này nha. Rồi, giá là 300.000 cho cái nón tàu khu trục này. 1906-2004, nón còn rất là mới. Rồi, 159.7. 159.7 thì đây cũng là một cái nón kết. Cái này thì hàng thời trang thôi nha. Cái này là hàng thời trang nhưng mà hàng có thương hiệu. 940 này. Cái này cũng là của Mỹ, nhà máy đặt tại Bangladesh. Cái này anh em nào chơi hàng hiệu thì anh em sẽ biết rõ về những cái dòng này nha. Made in Bangladesh nè, Bangladesh. Cái thang chỉnh của nó thì bằng mấy cái nút nhựa này. Đó, cái này thì hàng Bangladesh, may cho Mỹ, nhập qua Mỹ thì xuất nhập ngược về Việt Nam, nói chung là lại xuất ngược về Việt Nam đó. Đây này, trên này có cái tem nè, USA nè, xin 1920, USA nha. Nón này mới 100%, chưa qua sử dụng, giá là 300.000, 300.000 nha, cái này là nón thời trang nhưng mà nó hàng hiệu. Rồi, 159.8. Đây là một nón tám cạnh Tiger Tripper. Thì cái này thì nó đã qua sử dụng rồi nha. Bình thường á, một cái Tiger Tripper này thì nó 7-800 lần, nhưng mà cái này thì nó cũ, nó bạc màu rồi. Size của nó là 5758, made in vô đây, size là 5758 nha. Lưu ý là nó đã qua sử dụng nên là cái này bán giá là 350.000. Đó, cái này anh em nào vòng đầu 5758 sẽ đổi vừa cái này, 5758 nha. Nón kết tám cạnh Tiger Tripper, hàng đã qua sử dụng, 350.000. Rồi, 159.9. Đây là một cái nón kết mô tô. Nhưng mà cái này thì nó sản xuất theo cái mẫu thời xưa thôi, của Hy Lạp thôi, chứ còn không phải là hàng xưa. Cái này thì cũng hàng sau này thôi, tức là theo phong cách của người Mỹ thôi, phong cách Mỹ thôi. Nhưng mà cái này thì nó sản xuất đời sau này nha. Hôm bữa em có hai cái thì em bán hai cái đó là chuẩn thời xưa. Còn cái này thì
kiểu như người ta sản xuất theo cái mẫu đó thôi, chứ không phải là theo cái bản chuẩn của nó nha. Nhưng mà cái này cũng là hàng của Mỹ. Giá của nó là 550.000, 159.9, 550.000. Cái này vòng đầu là 57 58. Anh em nào vòng đầu 57 58 sẽ đổi vừa cái này. 57 58 nha. Rồi 159.10. 159.10 nè. Đây là một cái nón kết tactica, tactical đó. Tùy anh em đọc nha. Cái này là mấy cái nón của các lực lượng chiến thuật của Mỹ. USA nha. Giá cái nón này là 400.000. Cái này thì cái thăng chỉnh thì mình có thể điều chỉnh tùy vào vòng đầu của mình. Nhưng mà đẹp nhất thì vẫn là 56 cho đến 60. 56 cho đến 60 là độ đẹp nhất. Ở đây thì nó có cái miếng bát để mình dán cái tên. Rồi nón này thì rất là mới nha, độ mới trên 95%. Cái này rất là mới. Rồi giá nó là 400 ngàn, 159.10, 400. 159.11. Đây là một cái PR, PR không quân Mỹ. Nón PR không quân Mỹ. Cái này là sản xuất là 1999 nha. Cái này là bản chuẩn cấp phát của Mỹ, đời 1999. Size là 58-59, 73/8. Tương đương vòng đầu 58-59 nha. Vòng đầu 58-59 sẽ đổi vừa cái này. 159.11, 600 ngàn. 159.12. Cái này thì cũng 600 ngàn. Cái này thì nó màu màu xám hay là màu ghi đó. Cái màu này thì nó khá là hiếm. Nó cũng là hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ. Đây, nó là hàng chuẩn cấp phát nha. Cái này là sản xuất 2009, sản xuất 2009 nha. 100% nỉ út đó. Đó, cái này cũng là hàng chuẩn cấp phát. Size của nó là 50 5960. Cái này thì anh em nào vòng đầu 5960 sẽ đổi vừa nha. Vòng đầu 5960. Ồ, cái này thì không thấy cái sợi dây dây rút. Không biết là người ta rút mất sợi dây rồi là sao đó. Rồi cái này thì mất sợi dây rút nha, nó mất sợi dây rút rồi. Cái này anh em nào vòng đầu 5960 á thì mình đội thì mình không cần sợi dây rút luôn. Còn nếu mà anh em nào vòng đầu nhỏ hơn á, ví dụ 56 57 thì mình phải cần sợi dây rút. Rồi cái này thì nó mất sợi dây rút rồi, em bán giá là 500 ngàn nha. Cái này lẽ ra bán 600 nhưng mà nó mất sợi dây rút rồi nên bán 500. Cái này là 500 nha, cái màu này khá là hiếm. 159.12. Rồi 159.13. 159.13. Đây là một cái nón nỉ. Một cái nón nỉ đen thời xưa, nón này thì khá là mới nha. À nhưng mà ở đây thì nó có một cái đường, không biết là hồi trước là bị trúng người ta trúng cái đường gì đó, ý là nó bị trầy một bên nè. Đó, nó bị trầy sơ sơ nè. Nó không có bị âm vào trong nha, nó chỉ trầy sơ bên ngoài thôi. Giống như bị trúng cái dao kéo gì đó. Giống như trước người ta khui kiện á, thì người ta khui trúng cái lưỡi dao hay cái gì đó. Đó, ở đây nó có một cái đường sơ sơ nè. Không bị lủng vào trong nha. Nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Thì cái này em để giá là 700, nhưng mà tại vì nó bị xẹo một đường thôi bán 600. Cái này là bán 600 ngàn, 159.13, giá 600. Cái này là hàng Mỹ, hàng trong kiện của Mỹ luôn nha. Nón nỉ. À, cái này vòng đầu của nó, vòng đầu nó là 5960. Anh em nào vòng đầu lớn lớn thì sẽ đội vừa. Vòng đầu 5960 nha. Cái này thì như em 56 thì em đội nó bị rộng. Này anh em vào vòng đầu lớn hơn đội sẽ đẹp hơn. Vòng đầu 5960. Đó, cái này dành cho các bác nào lớn tuổi đội. Rồi, cái này em bán giá 600 ngàn nha. 600 ngàn, tại vì nó có một cái dấu ở đây nè. Nên bán 600. 159.13, 600. 159.14. 159.14, đây là một cái nón giống gọi là vải vải nhung đó. Cái này là vải nhung nha. Dành cho lực lượng phục vụ đổ xăng trên các tàu khu trục của Mỹ. Lực lượng đổ xăng. Đó, phục vụ đổ xăng nha. Nón này là dành cho các anh phục vụ ở mấy cái cây xăng, cho đổ xăng cho
mấy cái tàu của Mỹ. Đây người ta để nha, Marine này. Nón còn rất là mới. Cái hiệu của nó là KC. Nón này thì do Made in Bangladesh sản xuất cho Mỹ, Bangladesh sản xuất cho Mỹ nha. Là nó là hàng xịn đó. Sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ và cái công ty đó là của Mỹ luôn và nhà máy thì đặt tại Bangladesh. Nón này lần đầu tiên thấy luôn nha. Giá của nó là 550.000, nón rất là mới, giá là 550.000. Nón này trước giờ em bán nhiều mà em chưa gặp nha, nay lần đầu tiên gặp luôn. 159.14, 550.000. 159.15. Đây là một cái nón nón bo hay gọi nón tai bèo đi. Màu rằn ri, nhưng mà cái này thì nó đã qua sử dụng rồi và nó hơi bạc màu. Nó hơi bạc màu nha. Vành và vành ngắn, vành 5 cm nè, cái này vành ngắn nha. Đây nè, USA nha, Made in USA nè, size là size số 7. Size số 7, vòng đầu 56. Anh em nào vòng đầu 56 thì sẽ đổi vừa. Đó, cái này thì anh em nào 55, 56 nha, 55, 56. Đổi về mình đi câu cũng được, hoặc đi đi câu, đi leo núi rồi đó. Hàng đã qua sử dụng, có bạc màu. Anh em nào thích bụi bặm thì mình mua cái này, giá là 350.000. Tại vì cái này nếu mà nó mới thì nó sẽ mắc hơn nha, mắc gấp hơn gấp 2 lần đó, gấp 2 rưỡi đó. Còn cái này nó đã qua sử dụng nên là giá nó là 350.000. Lưu ý là nó có bạc màu như vậy đó. Vòng đầu 55, 56 nha. Rồi 159.16. 159.16 thì đây là một cái nón tai bèo màu ACU, còn rất là mới luôn. Tai bèo màu ACU nha, còn rất là mới. Đây, cái tem này gần như chưa qua sử dụng, size của nó là 60, 61 nha. Size là size lớn, anh em nào vòng đầu 60, 61 thì mới đội vừa. Còn đầu nhỏ nhỏ là sẽ bị rộng, nhưng em độ là rộng quá trời rộng luôn. Đó, anh em nào vòng đầu 60, 61 thì đội vừa nha. Nón này gần như chưa qua sử dụng. Hàng chuẩn cấp phát của người Mỹ. Cái này 600.000, 159.16, nón tai bèo màu ACU. Size 60, 61 nha, lưu ý giùm em, size lớn đó. Giá là 600.000. Rồi 159.17. Đây là một cái nón kết màu rằn ri. Cái này cũng là hàng chuẩn Mỹ nha. Nhìn những cái nút thông gió nè, mọi người sẽ đánh giá được. Rồi nón này thì size của nó là 71/4, vòng đầu 58. Anh em nào vòng đầu 57 đến 59, tức là 57, 58, 59 thì sẽ đổi vừa cái này. Cái này có giá là 600.000. 600.000 cho cái nón này. Vòng đầu là 58, 59 nha, tức là 57, 58, 59 là đổi vừa cái này. Nón này rất là mới, độ mới trên 90%. Rồi giá là 600.000. Rồi 159.18 nè. Đây là cái nón tai bèo màu cọp lửa. Tai bèo màu cọp lửa nha. Cái này á, nó có cái tem của Proper. Nón này là do hãng Proper sản xuất. Proper thì nhà máy nó đặt tại Haiti nha. Proper thì nhà máy đặt tại Haiti hoặc là Bangladesh, nhưng mà cái nhà máy đó là của Mỹ. Tức là nhà máy của Mỹ nó sẽ đặt tại Haiti hoặc là Bangladesh. Thì ở đây là cái tem này nó bị cắt mất nè, nó còn số là 71/4, là cái tem sai. Còn nón là đảm bảo là hàng chuẩn cấp phát của người Mỹ. Cái này là hàng chuẩn nè, chuẩn Mỹ nha. Màu cọp lửa. Những cái màu cọp này nó sẽ rất là mắc. Vòng đầu của nó là 5758. Anh em nào vòng đầu 5758 sẽ đổi vừa cái này. Cái này nếu không mất tem thì nó phải tầm cả triệu. Còn cái này nó bị cắt mất một cái tem chính nè. Nó vẫn còn tem sai, nhưng nó mất cái tem hãng. Nên em bán giá là 700.000, 159.18, 700.000. 700.000 nha, nón này rất là mới. 159.18, 700. Rồi, 159.19. Đây là một cái nón tai bèo màu ô liu. Tai bèo màu ô liu nha. Cái này thì size lớn, size của nó là 71/2. Cái này là do hãng Trisbach sản xuất. Trisbach sản xuất nè. Hãng này là của Mỹ nha. Đây, mọi người có thể nhìn những cái lỗ thông gió này rất là lớn. Rồi nón này thì em bán giá là 650.000 nha, 650.000, màu xanh ô liu. Vòng đầu lớn, anh em nào vòng đầu 60, vòng đầu 60, 61, 60 trở lên á
Nói chung là vòng đầu 60 trở lên thì mới đội vừa, chứ dưới 60 là sẽ bị rộng nha, dưới 60 là bị rộng á. Nón này thì rất là mới, độ mới trên 95% luôn, rất là mới nha. Nhưng mà nó hơi rộng, cái này anh em nào đầu lớn thì mới đội vừa. Rồi giá của nó là 650.000. 159.19, 650.000. Rồi 159.20. 159.20 thì đây cũng là một cái nón của Mỹ. Made in the USA nè. USA nè, cái này là hãng Pigeon. Đó, cái này mình có thể đội vào mùa đông, nó sẽ rất là ấm nha. Mình đội vào mùa đông như thế này. Rồi cái này có giá là 400.000, nón của Mỹ, giá là 400.000 nha. Cái này chỉ có một cái duy nhất à. Vòng đầu của nó thì nó co giãn được, cho nên là anh em nào 56 đến 58 đều đội được, 56 đến 58 đều đội được cái này nha. Giá là 400.000. Rồi hôm nay thì em lên là 20 mã thôi. Mọi người quan tâm mã nào liên hệ với em là 0983880344 nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ạ. Mọi người nhớ giúp em một lượt đăng ký và follow kênh ạ.